Dạ vâng, Hải Yến xin kính chào quý bà con, các anh chị và quý đầu tư đã tham khảo tới kênh Nhà Đất Đắc Song của Hải Yến ạ. Hôm nay thì Hải Yến lại tiếp tục đi quay để chia sẻ đến cho quý bà con, các anh chị mình cùng tham khảo một cái mảnh rẫy nha các bác. Cái mảnh rẫy này thì thuộc xã Nam Xuân, huyện Đắc Min, tỉnh Đắk Nông nha các bác. Mảnh đất của mình đây thì bác chủ nhà là trồng là chủ yếu là cà phê và tiêu ạ. Tiêu thì hiện tại là bác chủ nhà cũng mới cấy đây các bác. Cà phê thì cà phê kinh doanh. Cực kỳ là đẹp luôn. Cái mảnh vườn này thì có cái tổng cái diện tích là 1 hecta 2 nhé các bác. Trong bìa là được 1 hecta 16 các bác ạ. Là trong bìa. Đó thì trên đất thì bác chủ nhà là trồng là được 600 cây cà phê kinh doanh như thế này. Và 1.200 trụ tiêu như này nhé các bác. Là bác chủ nhà đang trồng xem là trong này. Và trên kia thì là tiêu không ạ. Thì cái mảnh vườn này mà chạy ra ngoài đường bê tông á, chạy lên đường bê tông á, thì nó có rơi vào tầm 100 mét thôi các bác, là lên tới đường bê tông. Cái mảnh đất này thì của mình có hai đường, đường dưới kia cũng có đường và đường trên đỉnh cũng có đường nha các bác. Thì cái mảnh vườn này á, là bác chủ nhà đang rao với bán với cái giá là 750 triệu nha các bác. 750 triệu có thương lượng này các bác này. Chú cho cà phê đẹp quá trời luôn. Ở dưới kia là dân cư này các bác này. Đây là Yến răm nhỏ lại. Cũng hơi khó nhìn thì vướng cây nhỉ. Đó, thì nhà cửa là dân cư ở dưới đó nha các bác. Bác nào mà xem video thì cho Hải Yến xin một like và một đăng ký kênh nha các bác. Còn bác nào mà quan tâm đến cái mảnh đất này thì alo để Hải Yến dẫn các bác vào tận vườn để các bác cùng tham khảo rẫy và tham quan cái vườn cà phê của mình. Đấy, nó đều như này luôn các bác. Đấy, cà phê đẹp. Đây, Hải Yến đi xuống dưới này và zoom sang một chút xíu này các bác này. Đó là dân cư ở bên này nha các bác. Đấy, dân cư ở khá là gần. Mình thì đi đường bê tông ở trên này này các bác này, ngay chỗ trên vườn cao su này này. Đó, mình đi ra là ngoài này cũng dân cư nha các bác. Và đi vòng ra ngoài, bên đó là đường tỉnh lộ bên đó các bác ạ. Bên đó là đường tỉnh lộ và trung tâm chợ và trường học bên đó. Tổng cái diện tích của mình á, là gần 1 hectare 2. Trong bìa là 1 hectare 16. Đấy. Thì bác chủ nhà ra bán với cái giá là 750 triệu, có thương lượng nhẹ. Bác nào mà có quan tâm thì alo trực tiếp cho Hải Yến nhé.